đấy đúng không mẹ luôn bé quá không biết đâu được tán giải đặc kỳ tài này chứ không hết chả chết rùa nó lạng. Ô lấy ông xử ở đây đám hương đâu nhỉ, bà châm hương chưa? Châm hương cho ông. Đấy. Đây là mộ cụ bà mình. Đây là cái mộ của ông năm rồi, năm 2017. Đây này là cụ bà. Ngày 18 tháng 10 2021 âm lịch. Đấy, quy trình cho cát vào trong ấy. Thế đâu tí hạ thông đâu. Thế này tổng từ dưới trên phải cao 3 mét đấy nhỉ? Cả chân là 3 mét. Đấy, gần cái công việc cuối cùng nơi rồi. Còn cái nữa, còn cái mũ ở trên nữa mà.
đấy, thế là hoàn thiện đấy nhỉ, yeah. Hoàn thiện trên dưới này. Hoàn thiện này. Đấy, đây là ngôi mộ bà mình. Năm nay hôm nay là 18 tháng 10 2021 nhé. Đấy, còn đây là mộ ông. Mộ ông là 5 năm rồi đúng không? Đấy, 5 năm. Hôm nay là mộ bà là hoàn thiện nốt này. Nên là ông bà về cùng một chỗ nhá. Vừa hàng xóm vừa vợ chồng. Cái video của mình đến đây là kết thúc nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nhé. Bao nhiêu?